Vâng, em xin lời chào đến toàn thể quý anh chị hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn 0947598859. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các anh chị ta cùng tham khảo với một trong những cái dòng xe gầm cao 7 chỗ được rất nhiều người ưa thích tại thị trường Việt Nam, đến từ một cái thương hiệu của Hàn Quốc, đó chính là Hyundai. Vậy thì trước mặt các bác, em Việt ngày hôm nay đang có ở đây đó là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản full số tự động, sản xuất là năm 2020. Chiếc xe này của em là một chủ từ đầu và tất cả tình trạng xe là cam kết cho các anh chị ta nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, bao check test chính hãng toàn quốc để các anh chị ta có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Vậy thì một mẫu xe gầm cao 7 chỗ thiết kế hiện đại trẻ trung, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng và đặc biệt là khả năng vận hành của nó cũng vô cùng êm ái, rất phù hợp để các bác chúng ta đi gia đình, đi chơi, đi làm và đi hàng ngày. Vậy thì với một cái mức giá ngày hôm nay chỉ có chưa đầy 800 triệu cho chiếc xe này, có nghĩa là bây giờ nó chỉ còn rẻ như là những cái sản phẩm gầm cao bình thường thôi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã có một chiếc xe thực sự chất lượng. Vậy chi tiết chất lượng xe ra sao? Sau quãng thời gian sử dụng thì với những quý anh chị chúng ta yêu mến dòng Santa Fe này thì các bác có thể cùng em Việt dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe sau quãng thời gian sử dụng với chị nhé. Chiếc xe này của em thì đang mang biển 35 Ninh Bình. Cái này thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ để các chị chúng ta vào tên chính chủ cho vòng một lốt nhạc, ok không ạ? Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay vào cái thiết kế ở cái phần đầu xe. Thì có thể nói là sang cái thế hệ mới của Hyundai Santa Fe ở cái đời 2020 này ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái diện mạo của chiếc xe thực sự là có một ngôn ngữ rất hiện đại và trẻ trung. Chúng ta có mặt cản ca lăng thiết kế to bản với những cái chi tiết cách điệu đẹp mắt, đúng không ạ? Một cái thanh nan chrome kết nối giữa hai phần đèn LED định vị ban ngày. Và cái đặc biệt đó chính là cái hệ thống đèn pha của chiếc xe này thì bây giờ nó chia ra làm 3 tầng. Đấy, phía trên này thì chúng ta sẽ có cho em là giải đèn LED định vị ban ngày này, rất sắc sảo. Đấy, phía dưới này mới là hệ thống đèn pha chính nhá, thì nó được trang bị tới hai bóng đèn bi siêu sáng và có bóng đèn xi nhan là halogen. Ngoài ra thì phần đèn gầm phía dưới thì được trang bị là đèn LED. Đấy, chiếc xe thì được trang bị cho các bác chúng ta là cảm biến cảnh báo va chạm phía trước. Và một chiếc xe mà nó không bị đâm đụng va chạm thì các bác cứ nhìn về những đường mép, những đường kết nối giữa các chi tiết của chiếc xe, nó phải liền lạc. Đây ạ, đèn các chị nhìn cho em này, nó không có khe hở nhé, đường mép thân xe vẫn cản trước, các chị nhìn cho em ạ. Đấy, nó tuyệt vời đến như vậy. Đấy, xe là bao zin hết nhé, kể cả cái mép cabo với cả phần mặt cản ca lăng, các chị nhìn cho em này. Đây, không một tì vết, đúng chưa ạ? Đấy, những cái đường gân dập nổi trên lắp cabo kết nối với mặt cản ca lăng, thiết kế cực kỳ hiện đại và trẻ trung. Đấy, nên là dễ hiểu tại sao cái dòng Santa Fe này thì có thể nói là bán chạy nhất trong dòng 7 chỗ gầm cao, đúng không ạ? Đấy, và các chị nhìn cho em này, hệ thống đèn pha của nó đây, trong suốt nhé, cảm biến cảnh báo va chạm. Và các bác có thể là ngắm tổng thể cái phần ngoại thất của chiếc Santa Fe màu đen 2020 mà em Việt đang có đây. Đấy, xe thì được trang bị cho các bác chúng ta với một bộ la răng phay, kích thước của em nó thì lên tới là 19 inch, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS nhé. Con này thì lốp láp gai cũng còn rất là dày này. Đấy, chiếc xe này của em thì lăn bánh chuẩn zin 10 vạn không tua đấy ạ, bao zin cả công tơ mét luôn. Đấy, và chia sẻ với các anh chị chúng ta như vậy. Ở đây các anh chị ta có xi nhan trên gương này. À, các bác nhìn ra những đường mép cánh này, nó phải thẳng tắp từ trên dưới như này nhá. Đấy, toàn bộ viền chân kính nẹp chrome và các bác có thể ngắm tổng thể cho em cái ngoại hình của chiếc Santa Fe này. Khi mà nhìn ngang như này, rất đẹp, đúng không ạ? Và trẻ trung, hiện đại. Đấy, và trang bị ngập công nghệ. Một chút nữa chúng ta sẽ khám phá cái nội thất bên trong của xe này. Đấy, la răng các anh chị nhìn ra em là gần như là chủ người ta đi không một vết xước nhá. Rất cẩn thận, đúng không ạ? Tiếp tục về cái phần đuôi phía sau của xe thì các anh chị chúng ta có thể thấy giúp em này, nó được trang bị cho các anh chị chúng ta với đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao, đấy, gạt mưa kính phía sau. Cái phần đèn hậu phía sau của xe thì nó cũng chia ra làm hai tầng nhé. À, phía trên này chúng ta sẽ có giải đèn LED định vị ban ngày, họ thiết kế cũng rất là tinh tế này, đấy, với những cái tia LED nhìn rất đẹp mắt, đúng không ạ? Cái thứ hai thì phần đèn xi nhan thì các bác có thể thấy nó chuyển xuống phía dưới này nhé. Đấy, và phía dưới chúng ta sẽ có một cái thanh nan họ mạ chrome tạo điểm nhấn này. Và đương nhiên là phía sau thì chúng ta sẽ có cho em đó là cảm biến cảnh báo va chạm phía sau nữa, ok không ạ? Đấy, phần đuôi thiết kế rất đẹp mắt. Đấy, con này thì đây, quay cho chúng ta cái chi tiết của nó này. Đấy, các bác có thể thấy nó không một tì vết luôn. Đèn đóm đây, cực đẹp luôn nhá, những đường mép đây. Đấy, xung quanh đèn các bác có thể thấy nó không một khe hở, đúng không ạ? Đấy, rất tuyệt vời. Và con này thì nó bản full rồi. Và đây ạ, quay cho các chúng ta tiếp cái phần cốp. Cốp sau của xe thì nó sẽ được trang bị là cốp đóng mở điện. Đấy, cốp là nó mở điện chị nhá. Và các bác nhìn cho em đây, khoang cốp của nó này rất là rộng. Đây là trong cái trường hợp mà chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì các anh chị ta gập phẳng lại như này.
Đấy, cái này thì chủ nhân rất là cẩn thận, này có cái lớp lót lỉ này bỏ ra, các anh chị nhìn cho em phía dưới còn gần như mới tinh, gần như không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba luôn. Đấy, phía dưới là chúng ta có hộp để đồ nhé, mà đồ đạc kích thay thế các bác có thể thấy này. Đấy, cũng còn nguyên bản luôn 100%, được chưa ạ? Quan trọng là cái độ zin của xe, các anh chị chúng ta có thể là kiểm tra cho em những cái vết đinh tán ở khu vực máng nước của nó này. Đấy, từng con ốc cốp này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Đây, bên này các anh chị chúng ta có thể kiểm tra hai bên nhé. Đó, và phía sau này chúng ta sẽ có cho em đó là một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba này, và đặc biệt là các anh chị chúng ta có thể gặp cái hàng ghế thứ hai thông qua lúc bấm điện này. Đấy, và cổng cắm sạc 12V. Các chi tiết các bác thấy cực mới luôn. Đây, phần trần đây các anh chị nhìn cho em này. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhé, đây là bản full. Đấy, và xe được trang bị khá là nhiều túi khí. Các bác nhìn cho em chi tiết của nó, rất mới luôn. Vâng, rất mới luôn. Dù xe chạy chuẩn có 10 vạn nhưng mà xe là 10 vạn zin thì các bác mua về chị chúng ta đi yên tâm. Đó. Quá đẹp luôn. Tổng thể ngoại thất của xe thì gần như là không chê được các chị nhá. Con này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, ngoại thất sơn xi đẹp. Bằng bao không đâm đụng va chạm, không thủy kích. Và thì bây giờ để giúp các chị nhà mình có thể đánh giá được cái tình trạng nội thất của xe thì em Việt sẽ quay tiếp phần nội thất và một chút nữa chúng ta sẽ kiểm tra từ khoang động cơ của mẫu xe này. Vâng, về phần nội thất bên trong của chiếc Hyundai Santa Fe thì các bác có thể thấy ở thế hệ này thì chiếc xe cũng đã được trang bị cho chúng ta với rất là nhiều công nghệ và nhiều tính năng rồi. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn cho em đây là vô lăng thiết kế 3 chấu với tính năng ga tự động cruise control này, nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói. Ngoài ra thì các bác còn có lễ chuyển số thể thao đằng sau nhé. Cái cụm đồng hồ trung tâm của xe thì bây giờ các bác thấy là có một cái đồng hồ điện tử. Đấy, cái công tơ mét của nó thì đây các bác nhìn cho em 10 vạn zin nhé. Được chưa ạ? Đấy, ở đây thì các chúng ta sẽ có một cái màn hình tích hợp với cam lùi siêu nét. Táp lô của xe thì các bác có thể thấy là họ thiết kế cũng khá là cách điệu, đúng không ạ? Với hai tầng. Ở đây chúng ta có chi tiết được bọc da và may chỉ tại điểm nhấn này. Hệ thống điều hòa của xe này thì nó được trang bị là hai vùng độc lập nhé. Phía dưới này thì các chị chúng ta sẽ có cho em đó là sạc không dây này, cũng như là có cho em cổng cắm sạc 12V. Đấy, khu vực cần số được bọc da. Với bản full này chúng ta sẽ có cho em phanh tay điện tử này, auto hold này, cảm biến cảnh báo va chạm, hỗ trợ đổ đèo. Chế độ lái thì các bác chúng ta có tới 4 chế độ lái này: Comfort, Eco, Sport và Smart. Và mỗi lần chúng ta thay đổi cái chế độ lái thì các bác có thể thấy là cái giao diện đồng hồ điện tử của nó cũng thay đổi màu sắc theo, rất đẹp mắt. Chiếc xe này được trang bị cho chúng ta với gương chiếu hậu chống chói nhé. Và như các bác có thể quan sát lấy là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, các chi tiết túi khí thì các bác có thể thấy là bố trí ở khá nhiều nơi, đúng không ạ? Vâng, có thể nói là chiếc xe này được trang bị rất là nhiều tính năng công nghệ này. Đấy, tapi kính cửa các bác nhìn giúp em. Đấy, ở đây chúng ta một cái chi tiết họ tiết, họ trang trí cho chiếc xe nhé. Hệ thống âm thanh thì họ thiết kế nổi dạng 3D cũng rất là đẹp mắt. Với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy cho em cái độ rộng rãi của chiếc Hyundai Santa Fe mang tới cho anh chị này. Hàng ghế sau chúng ta ngồi thoải mái 3 người lớn. Và chất lượng ghế đây là ghế da zin nguyên bản theo xe nhé. Các bác có thể thấy là gần như là chủ người ta cũng chỉ đi có hàng ghế trước thôi, nên cái hàng ghế sau này của nó còn rất là mới. Ở đây chúng ta có một vài cái họa tiết họ may hình quả chám tạo điểm nhấn này. Đấy, phía sau này chúng ta có cửa gió điều hòa nhé, có cổng cắm sạc này, rất ok. Đây các chị nhìn cho em này. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Đây ạ, các chi tiết các anh chị nhìn cho em đây. Nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Đấy, táp lô, táp pi thì các bác có thể quan sát cho em này. Keo chỉ là zin hết nhá. Đó. Đây, mở tiếp cho các anh chị chúng ta với cái phiên bản này thì các chúng ta sẽ có ghế lái chỉnh điện này. Đấy, ghế lái chỉnh điện. Cái đời này thì nó chưa có nhớ ghế nhưng mà chủ nhân cũ là độ lên, các bác cái nhớ ghế này này, nhớ ba vị trí ghế. Cái này là chi tiết độ lên nhá. Đây, tất cả từ ốc bản lề các bác nhìn cho em, từ chốt khóa này, tem mác năm sản xuất 2020. Được chưa ạ? Đấy, ghế ra đây, các bác nhìn cho em tình trạng của nó còn rất ổn này. Ghế lái này. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có bản này bản full hai cầu, chúng ta có khóa vi sai này, cốp đóng mở điện này. Đấy, cân bằng từ chống trượt nhé. Thiết kế cửa gió điều hòa cũng rất đẹp mắt, đúng không ạ? Đấy, các chi tiết bên ghế phụ thì các bác cũng có thể là quan sát giúp em Việt này. Rất ok luôn. Đây, tapi kính cửa các bác có thể là quan sát giúp em ở bên phía lái nhé. Keo chỉ là zin hết, được chưa ạ? Keo chỉ là zin hết, nội thất rất là tươi. Và tiếp tục thì các bác có thể là sang phía bên này thì các chị chúng ta kiểm tra giúp em cái bảng tapi kính cửa đây. Đấy, rất ok luôn nhá. Được chưa ạ? Con này thì bao zin hết, để các bác nhìn cho em. Đấy, em quay giữa nắng như này thì các chị chúng ta có thể thấy độ đẹp, độ chất của xe. Đấy, các bác nào mà muốn trải nghiệm thì alo cho em Việt nhá. Và alo cho em Việt để có thể là đến xem xe trực tiếp, được không ạ? Đây, các bác có thể thấy. Đấy, trên này chúng ta có chi tiết họ may hình quả chám rất đẹp mắt. Đó, và bản lề đây này. Đấy, các bác có thể quan sát giúp em nhé, tapi cánh cửa thì đây, cực ok luôn. Và vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất xe nhé. Còn bây giờ thì em Việt sẽ quay tiếp cho các chị ta với cái khoang động cơ để các bác có thể là đánh giá cái tình trạng chiếc xe ra sao sau quá trình ra sử dụng. Và vậy thì tiếp tục với khoang động cơ thì chiếc xe này nó được trang bị động cơ máy xăng 2.4 GDI các chị nhé. Máy đang nổ
Nhưng mà các bác có thể thấy là mùa máy động cơ nổi cực êm. Con này động cơ mới rồi thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng không phải quá nhiều đâu. Mà đặc biệt là động cơ máy xăng thì các bác thấy là nổ êm hơn, không bị ám mùi dầu. Đấy, tất cả zin từ chân máy này, con này là bao zin bác từ keo dàn cò nhá. Đây mở cái lắp máy ra đây, cái chỉnh gì đẹp từ nóc của nó này. Đấy nó còn đẹp như này mà. Đấy, răng keo là zin hết nhá. Các bác mà phát hiện ra lỗi thì bên em hoàn tiền luôn. Đấy, cái chỉnh gì đẹp ốc cabo đây. Từ cái nỉ cái âm của nó này. Đấy, các bác có thể là quan sát bằng bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị. Đấy, các bác có thể check test kể cả ra chính hãng luôn. Được chưa ạ? Vâng, và thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản full xăng đời 2020 vừa mới cập bến tại showroom của em Việt. Và mức giá hiện tại bên em đang chào bán ra cho mẫu xe này với con số là 790 triệu có thương lượng. Cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo số hotline của em Việt là 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn cho các anh chúng ta cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại kênh YouTube Việt Xí Chất quý chị nhà mình nhé.